Trung Đông leo thang nghiêm trọng khi phong trào Hezbollah của Liban phóng thêm nhiều tên lửa vào Israel. Foreign Policy đánh giá Hezbollah là kẻ thù đáng gần nhất của Israel kể từ khi thành lập vào đầu những năm 1980. Hezbollah ủng hộ Hamas và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của phong trào đến từ Palestine. Không chỉ giúp huấn luyện, Hezbollah còn tạo điều kiện để các tay súng Hamas hoạt động ở Liban. Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Thời sự quốc tế được cập nhật liên tục trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất. Mời quý vị và các bạn đón xem. Nhóm vũ trang Hezbollah Liban cho biết họ đã bắn hàng chục quả tên lửa vào một thị trấn ở miền Bắc Israel để đáp trả đợt công kích mới đây của Israel. Hezbollah cho biết trong một tuyên bố rằng các chiến binh kháng chiến Hồi giáo đã phóng hàng chục quả tên lửa loại Ketiusa nhằm vào Kiryat Shmona. Hezbollah khẳng định đây là đợt đáp trả đầu tiên đối với các cuộc tấn công chết chóc của Israel nhằm vào Nabeisei và Aswana ở miền nam Liban hôm 14 tháng 2. Hezbollah cho biết cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 10 thường dân và 3 tay súng Hezbollah thiệt mạng. Israel triển khai đợt tấn công hôm 14 tháng 2 chỉ vài giờ sau khi hỏa lực từ Liban khiến một binh sĩ Israel mất mạng. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên ngừng mọi hành động leo thang nguy hiểm vốn đang diễn ra song song với chiến dịch quân sự của Israel nhằm đáp trả nhóm vũ trang Hamas trên dải Gaza. Những diễn biến nêu trên đã làm gia tăng nỗi lo về một cuộc xung đột sâu rộng hơn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Israel ngày 15 tháng 2 tiếp tục các cuộc tấn công ở miền nam Liban và Thủ tướng tạm quyền Liban Najib Mikati gọi đây là hành động leo thang căng thẳng. Ông Mikati nói, trong lúc chúng tôi yêu cầu kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng, chúng tôi nhận thấy Israel mở rộng hành vi gây hấn. Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công hôm 15 tháng 2 nhắm vào cơ sở hạ tầng và trạm phóng của Hezbollah. Theo truyền thông nhà nước Liban, không quân Israel thực hiện các cuộc tấn công gần các thị trấn biên giới Labune, Wadi Slaki, Majidansem và Hula. Người phát ngôn chính phủ Israel Avi Himan khẳng định thông điệp Israel gửi đến Hezbollah đã và sẽ luôn là đừng thử chúng tôi. Ông này nhấn mạnh, như Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant từng tuyên bố khi xung đột nổ ra, nếu cần, chúng tôi sẽ thực hiện những gì chúng tôi làm với Hamas ở Gaza vào Liban. Theo tạp chí Foreign Policy Mỹ, sau khi phong trào Hamas phát động cuộc tấn công đa hướng từ dải Gaza vào Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023, Israel phải đối mặt với một cuộc xung đột tiềm tàng khác ở biên giới phía Bắc, giáp Liban, với kẻ thù đáng gờm hơn rất nhiều là phong trào Hezbollah. Hôm 8 tháng 10 năm 2023, một ngày sau khi Hamas tấn công Israel, Hezbollah đã bắn tên lửa và đạn pháo vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát để thể hiện tình đoàn kết. Foreign Policy đánh giá Hezbollah là kẻ thù đáng gờm nhất của Israel kể từ khi thành lập vào đầu những năm 1980. Năm 2000, nhóm này thành công trong việc buộc lực lượng Israel rút khỏi miền nam Liban. Gần đây nhất, Hezbollah giao tranh với Israel là vào năm 2006. Cuộc xung đột kéo dài 34 ngày, khi đó khiến ít nhất 157 người tại nước này thiệt mạng. Và trong một cuộc khảo sát sau đó, gần 2/3 người dân Israel tin rằng thủ tướng của họ nên từ chức. Cũng như Hamas, Hezbollah được Iran hậu thuẫn từ hoạt động huấn luyện cho tới khoản tiền hàng trăm triệu USD mỗi năm. Ngoài tên lửa thông thường, Hezbollah còn sở hữu cả tên lửa hành trình chống hạm và tên lửa đất đối không có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Israel. Iran thậm chí còn giúp xây dựng khả năng hoạt động trên mạng Internet của Hezbollah. Trong khi Hamas bị giới hạn trong một dải đất hẹp ở dải Gaza, lực lượng của họ cũng ít đạt được thành tựu khi chống lại Israel, thì Hezbollah kiểm soát nhiều khu vực ở Liban, có chân trong bộ máy chính phủ, liên kết với một số đồng minh chính trị. Các tay súng Hezbollah cũng thiện chiến hơn các nhóm vũ trang khác trên thế giới. Hezbollah ủng hộ Hamas và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của phong trào đến từ Palestine. Không chỉ giúp huấn luyện, Hezbollah còn tạo điều kiện để các tay súng Hamas hoạt động ở Liban. Kể từ khi chuyển sự chú ý sang giúp Tổng thống Syria Bashar al-Assad đối phó phiến quân năm 2013, giới chức Israel đã cảnh báo rằng đến một ngày nào đó, các tay súng Hezbollah sẽ lại chuyển hướng tập trung sang Israel. Lần này, họ đã có được kinh nghiệm chiến đấu đáng kể và được trang bị vũ khí tốt hơn. Mục đích thành lập ban đầu của Hamas là chống lại Israel. Tuy nhiên, kể từ khi nội chiến bùng nổ ở Syria vào năm 2011, Hezbollah tập trung vào Syria và chỉ thực hiện các cuộc tấn công hạn chế vào Israel. Các hoạt động của Hezbollah bao gồm
tuần tra biên giới Syria, Liban, chiến đấu với quân nổi dậy Sunni ở một số thành phố của Syria và sử dụng máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Lý do Hezbollah chuyển hướng sang Syria là để đảm bảo việc nhận vật liệu quân sự từ Iran thông qua nước này. Tờ The Times of Israel đưa tin tên lửa bắn từ Liban tấn công các thị trấn Rod Hanikra và Kiryat Shmona. Lực lượng Hezbollah thông báo đã bắn 30 tên lửa tự chế vào khu vực Kiryat Shmona, phía bắc Israel, nhằm đáp trả đợt không kích trước đó của quân đội Israel vào một ngôi làng thuộc vùng Bin Jebel, miền nam Liban. Phía lực lượng phòng vệ Israel, IDF, xác nhận với hãng tin Reuters rằng số lượng tên lửa Hezbollah bắn nhiều hơn hẳn những ngày trước đây. Song song đó, IDF cho biết không quân và pháo binh nước này đã đáp trả mạnh mẽ, phá hủy nhiều mục tiêu của lực lượng đối địch tại miền nam Liban. Theo The Times of Israel, bạo lực leo thang ở khu vực biên giới giữa Liban và Israel sau khi một cuộc tấn công được cho là của Israel đã giết chết một thành viên Hezbollah, cũng như anh trai và vợ của anh trai của người này. Ít nhất 18 tên lửa đã được bắn vào vùng biển Rosh Hanikra trong cuộc tấn công mà Hezbollah tuyên bố là nhằm vào một căn cứ hải quân Israel trong khu vực. Trong khi đó, ít nhất 6 tên lửa được cho là đã bị hệ thống phòng không vòm sắt Iron Dome đánh chặn, một số tên lửa rơi xuống khu vực chống trải. Vài giờ sau, loạt đạn thứ hai được bắn vào thành phố Kiryat Shmona. Giới chức địa phương cho biết 6 tên lửa rơi xuống bên trong thành phố, gây hư hại các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng. Các nhà chức trách ở Kiryat Shmona cho biết ít nhất 16 quả tên lửa đã được bắn vào thành phố, mặc dù phía Hezbollah tuyên bố đã phóng tổng cộng 30 tên lửa tự chế. 20.000 người dân ở Kiryat Shmona cùng với các thị trấn khác gần biên giới Israel đã được sơ tán do loạt tấn công bằng tên lửa. Hezbollah đã nhận trách nhiệm về các loạt tên lửa cũng như 3 máy bay không người lái có chất nổ tấn công khu vực núi Dốc, nơi có một số thành viên IDF. Israel cho biết họ đang đối mặt xung đột trên 7 mặt trận khi các cuộc tấn công được ghi nhận ở một số quốc gia láng giềng trong thời gian qua. Phát biểu trước chính phủ Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết quốc gia của họ đang bị tấn công từ Liban, Syria, Iraq, Yemen, Iran và hai vùng lãnh thổ là Gaza và bờ Tây. Bộ trưởng Gallant nói theo báo The Independent rằng chúng ta đang ở trong một cuộc xung đột đa mặt trận và bị tấn công từ 7 hướng. Bộ trưởng Gallant không cung cấp thêm thông tin, chỉ nói rằng Israel đang hành động trên 6 mặt trận. Bình luận của ông Gallant được đưa ra trong bối cảnh nhiều vụ nổ được ghi nhận ngoài khơi Yemen, nghi đến từ một cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn. Cùng lúc, lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn phóng tên lửa từ miền nam của Liban vào Israel. Những động thái trên được tiến hành chỉ một tuần sau khi Mỹ công bố sáng kiến an ninh hàng hải đa quốc gia trên Biển Đỏ nhằm phản ứng với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào tàu thuyền trong khu vực. Houthi tấn công tàu thương mại trên Biển Đỏ kể từ tháng 10 trong một chiến dịch được nhóm này tuyên bố là để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Tại Gaza, Israel tiếp tục khai hỏa nhằm trả đũa Hamas, nhóm vũ trang tấn công Israel hôm 7 tháng 10. Giới chức Israel khẳng định cuộc tấn công của Hamas khiến 1.140 người thiệt mạng và 240 người bị bắt làm con tin. Theo Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành, tính đến thời điểm hiện tại, hơn 20.900 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch đáp trả của Israel. Trước đó, quân đội Israel kêu gọi người dân sơ tán khỏi vành đai lãnh thổ rộng bằng trung tâm Gaza để di chuyển đến Deir al-Bala, một thành phố nhỏ gần đó. Deir al-Bala và Rafah, một dải đất nhỏ khác ở cực nam biên giới Ai Cập, đã rơi vào tình trạng quá tải người di cư. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuần trước kêu gọi tăng tốc viện trợ Gaza tức thì, nhưng hiện có rất ít dấu hiệu về sự thay đổi. Liên Hiệp Quốc cho biết họ gặp khó khăn trong việc phân phối hàng viện trợ vì nhiều khu vực bị cô lập do giao tranh. Israel quy trách nhiệm cho Hamas về thương vong dân sự và các vấn đề nhân đạo ở Gaza, lập luận rằng nguyên nhân là Hamas sử dụng khu dân cư đông đúc và hệ thống đường hầm dưới lòng Gaza. Israel cũng cho biết họ đã tiêu diệt hàng ngàn tay súng Hamas nhưng không đưa ra bằng chứng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những thông tin quốc tế mới nhất để phục vụ quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!